1.350.000.000, một cái căn nhà mà vừa mới xây xong, đầy đủ nội thất, ngang năm dài 30, sát tòa thánh Tây Ninh. Còn chân chơi gì nữa? Nếu bà con mình đang muốn tìm một cái căn nhà mà gần tòa thánh, gần Vincom, đầy đủ tiện ích xung quanh, thì đây, một cái căn nhà chỉ có 1.350.000.000. Đó. Bà con mình, ai đang muốn quan tâm đến bất động sản tới nhà đất tại Tây Ninh thì chúng ta thể bấm vào nút đăng ký kênh để chúng ta thể kết nối để em Hậu có thể hỗ trợ cho bà con mình nha. Đó, mình bấm vào nút đăng ký kênh. Trên kênh em có rất là nhiều sản phẩm nha bà con. Và đây, ngày hôm nay một cái căn nhà có diện tích chừng ngang 5m, dài 30m. Căn này là quay hướng đông. Hôm nay có nhiều bà con mình tìm nhà hướng đông thì ngày hôm nay chúng ta có một cái căn nhà hướng đông. Hướng này là chúng ta sẽ đi ra là đường Ninh Phú, quẹo phải là về trường học Bầu Năng, đi thẳng là ra đường Trường Chinh, quẹo trái là về thành phố Tây Ninh nha. Khu vực thì dân cư, nhà, cửa thì rất là đông nè. Hướng này là bà con mình đi ra đường DT781 phía ngoài nha bà con. Đó, nhà cửa bên đây rất là đông. Con đường này có lộ giới là tới 20m lận. Và như bà con mình thấy với thiết kế của căn nhà rất là cứng cáp. Chúng ta bước vào là chúng ta thấy có một cái cửa 4 cánh kiên cố cắt CNC. Mặt dựng căn nhà là hai bên cái cột là được dán gạch nè. Có hai cái đèn, có mái ngói đưa ra. Ở phía trên là phía có ton nha. Nền gạch á là cao ráo, gạch này là gạch nước chống trơn trượt. Đó, nhà mình là để ô tô 7 chỗ để cũng vô tư luôn. Bờ tường là chị chủ là dán gạch cao lên phía trên cho bà con mình rồi. Có khung rắc ở trên. Cái mái tôn ở trên á là có lót cách nhiệt cho bà con mình. Đó, nên bà con nào mà mình sợ nóng thì căn này là sẽ không có nóng đâu ạ. Nhà lót gạch 80-80 và ở đây là 3 viên gạch, coi như là khoảng là 3 mét mấy cho cái khu vực này. Rất là rộng rãi cho một cái hàng ba này. Mà dán gạch á rất cao luôn, tới trần. Toàn bộ nhà là sử dụng là trần thạch cao cho bà con mình hết. Cửa nhà là sử dụng á là cửa 6 cánh sơn nhám ha. Với cái tông màu này thì giúp nhà của chúng ta nó sẽ thêm cái phần cứng cáp hơn. Đó, nhìn thấy rất là cứng. Và có một cái màn cửa ở đây đầy đủ hết rồi. Đó, nhà cửa có, màn cửa có. Mà bước vô cái phòng khách á, là bà con mình sẽ thấy có một cái bộ sofa với phong cách hiện đại nằm ngay vị trí này. Một cái bức tranh ở đây, một cái bức tranh hoa tiền. Đó, gạch toàn bộ nhà ở đây á, là sử dụng á, là chị chủ dán gạch lên 1,5m cho bà con mình. Và nguyên cái vị trí này là dán tới trần để giúp cho chúng ta nhìn nó sẽ sạch sẽ và sáng sang hơn. Ở đây thì mình để luôn một cái kệ tivi ở đây là rất là tuyệt vời nha. Căn này có 3 phòng ngủ mà có tới 2 nhà vệ sinh trong phòng ngủ, là cùng em theo dõi tiếp tục nha bà con. Với màn cửa như vậy giúp cho nhìn cái nhà của ta nó thêm phần sang trọng hơn. Hai phòng ở phía sau là sẽ có nhà vệ sinh, còn cái phòng này là sẽ không có. Nhưng mà diện tích của nó đó sẽ là 3m và 3m2 nha. Trần là sụt cao, led âm trần hết cho bà con mình luôn. Đó, cửa phòng ngủ á, sử dụng á, là cửa sắt, kính mờ cho bà con mình. Đó, bà con mình thấy là dán gạch hết rồi nè. Đó, ở đây là có một cái ô sáng, chỗ này thì lắp máy lạnh. Thì nhà mình á, là sử dụng là đa phần là sẽ là máy lạnh nên không có chừa cửa sổ. Và đất của mình cũng xây hết đất rồi. Đấy, phòng tắm thì bà con mình thấy này, dán gạch lên tới trần. Bên đây là bồn sứ, vòi sen, đầy đủ công năng rồi. Cửa nhà tắm á, chúng ta được trang bị là cửa nhôm. À, hai cái phòng sau này là sẽ có nhà tắm, nhà vệ sinh. Nên nhà mình mà ví dụ như có người lớn tuổi, có con em, chúng ta trẻ nhỏ đâu á, tối sinh hoạt đây không còn phải là phía sau. Nhà mình sẽ có một cái nhà vệ sinh lớn ở phía sau nữa. Đó, nhà tắm ở phía sau. Còn hai cái phòng ngủ á, thì có nhà vệ sinh tương ứng như nhau nha bà con. À, ở dưới là sử dụng gạch nước chống trơn trượt cho bà con mình. Đây. Phong cách mỗi phòng á, thì sẽ khác nhau ở cái chỗ là trần thạch cao. Đó, là nó sẽ có một số cái biểu tượng khác. Còn phía sau này, khi bà con đi xuống đây, đó, đây sẽ là cái khu vực phòng bếp và chúng ta được trang bị một cái bàn ăn 4 ghế, ghế da luôn, nhìn rất là sang trọng ở đây cho bà con mình. Đó, một cái ổ điện thì chỗ này, để có sử dụng điện thì để đây ha. Còn bên đây là khu vực bếp của chúng ta, với tủ bếp trên và bếp dưới. Ở đây thì có một cái chỗ để bà con thờ ông Táo bà Táo ở đây. Ổ điện để chúng ta sử dụng nha. Chỗ này thì rửa chén để đây, để đổ trên đây, rửa ra rau đổ ở đây nha. Khu vực sân sau thì chúng ta có một cái khoảng sân thoáng nhưng mà không kém phần an ninh. Đấy, xây 2 mét nè. Ở trên đây có khung sắt. Chỗ này á, là nước mưa rồi nó sẽ chảy xuống đây để đi ra phía trước.
bên đây sẽ là một cái sàn nước ở đây cho bà con mình, máy giặt rồi là bà con mình sẽ trang bị là sẽ để ở đây, đó, có nước ra nước vô, bồn nước á là mình vô tiết kiệm không gian nên mình sẽ để ở trên cái nhà tắm nhà vệ sinh ha, có ống nước nóng nước lạnh đầy đủ hết cho bà con mình nè. Còn bên đây là nhà tắm nè, một cái nhà tắm lớn với cái cây sen ở đây nhìn rất là sang, đó, mạ vàng gạch dán lên trần. Bên đây là đánh răng rửa mặt chỗ này thoải mái để vô tư luôn đó. Bên đây là nhà vệ sinh nè, một cái nhà vệ sinh chung ở đây cho bà con mình rất rộng ha. Có nhiều bà con đòi là phải nhà vệ sinh đó là phải cho nó to, thì đây một cái nhà vệ sinh to, có cái chỗ này để bà con để ống nước, để một cái xô nước ở đây đó. Có nhiều bà con có nhu cầu như vậy thì căn này sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu đó của bà con mình đấy. Căn này thuộc xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh và gần trường học nè, gần ngã ba Bầu Năng, gần ủy ban nhân dân xã, gần chợ Bầu Năng và sát bên tòa thánh. Từ vị trí căn nhà chúng ta đi về tòa thánh á, bà con mình đi khoảng chừng 3 cây số là tới rồi đó. Trong một cái dịp mà Tết đến xuân về mà chúng ta có một cái nhà mới để chúng ta dọn vô ở thì rất là tuyệt vời. Quên giới thiệu cho bà con mình thấy một cái điểm nổi bật của căn nhà, bà con mình có thấy nguyên một cái vách tường ở đây là chị chủ là dán gạch lên tới trần cho bà con không ạ? Đó, không phải là 1,5 m, không phải là 1,6 m mà là dán lên tới trần cho bà con mình. Đó, nhìn cái nhà của mình nó sẽ giúp cho sạch sẽ, thoáng mát hơn. Đây, rất là tuyệt vời đúng không? Bà con nào quan tâm thì có thể liên hệ 0839 666 736 để bên em có thể hỗ trợ cho bà con mình. Và bây giờ thì bà con mình xem qua cái cuốn sổ đất của cái căn nhà này nha bà con. Ở đây chúng ta sẽ có là một cái thửa đất là số 700 rất đẹp, tờ bản đồ số 37, xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, diện tích là 155,2 m², đất ở nông thôn là 50 m, còn lại là đất trồng cây lâu năm hả bà con. Ở bên đây đường 5 năm, lộ giới mỗi bên 10 m là đường 20 m nè. Đất mình ngang năm dài 31 m và quay về hướng chánh đông ha. Cái căn nhà 1,350 tỷ với đầy đủ công năng như vậy mà 3 phòng ngủ, có 2 nhà vệ sinh nữa thì bà con mình thấy như thế nào? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, bà con nào quan tâm liên hệ 0839 666 736 để bên em có thể hỗ trợ cho bà con mình. Và kênh mua bán nhà đất Tây Ninh chuyên mua bán, ký gửi, nhận quay video bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Nên quý cô chú anh chị và các bạn ai đang có nhu cầu muốn tìm mua ký gửi bất động sản thì có thể liên hệ để bên em có thể hỗ trợ cho bà con mình nha. Và bây giờ mình coi cái quy hoạch cũng như đường xá ở đây nha. Xin mời bà con. Và đây là cái con đường trước cái bất động sản của chúng ta. Và bây giờ em Hậu sẽ đi ra ngoài đường là đường Ninh Phú để dẫn cho bà con mình về ngay đường Hồng Hồn Năng để cho bà con dễ hình dung hơn. Và như mình có con em sẽ dễ biết được cái vị trí ở cái đường này ha. Một cái căn nhà ngang năm dài 30 đấy, hướng đông nữa đó, rất là thuận tiện cho bà con mình đang có nhu cầu tìm một cái căn nhà trong cái dịp đầu năm mới đó. Và cũng như là một cái mức giá chỉ có 1,350 tỷ là sở hữu được cái căn nhà này rồi. Thì bà con nào mà ở xa chỉ cần đến ngay chỗ tòa thánh Tây Ninh và alo cho kênh mua bán nhà đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736 để bên em có thể hỗ trợ cho bà con mình nha. Và đây là đường Ninh Phú đó bà con, mình đi thẳng tí xíu nữa chừng 100 m là bà con mình đi qua tới là đường Trường Chinh đó. Với cái khu vực này lưu lượng đường dân cư, đường xá ở đây rộng rãi, bà con mình di chuyển theo con đường này cũng rất là nhiều. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều quán ăn đó, tiệm tạp hóa. Vị trí đường Ninh Phú là nó sẽ được song song với cái con đường là Bầu Na, đường Trường Chinh cũng như là đường DT781 đó. Và các tuyến đường ở đây được kết nối theo dạng ô bằng cờ nên bà con mình di chuyển nó cũng rất là thuận tiện cho bà con mình ha. Thì khu vực này thì có trường mẫu giáo, trường cấp 1 và trường cấp 2. Như bà con mình thấy hiện tại thì em cũng đang cái giờ đi học về á, thì bé nó cũng đi học. Đây quán ăn thì cũng rất nhiều ha, tiệm tạp hóa rồi. Và bên phải chúng ta đây là trường trung học cơ sở Bầu Năng, một cái điểm trường vừa mới được xây dựng lại, nhìn rất là khang trang và rộng rãi ha bà con. Thì nhà mình mà có con em thì đi học thì cũng rất là gần, và đi về trung tâm thành phố Tây Ninh á là bà con mình đi chỉ mất có khoảng 6 cây thôi. Những bà con nào ở bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh
đi đến đây là khoảng là 85 cây số là tới vị trí căn nhà này rồi. Thì cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.